cuối cùng thôi. Thế thì bằng cấp, tóm lại là bây giờ để một người đi làm được thì họ cần bốn cái yếu tố rất là căn bản. Một là kỷ luật bản thân, tức là phải rèn luyện. Đến ví dụ như là đi học đại học thì anh có thể đến ngủ gật được, nhưng mà đến cơ quan thì anh không thể ngủ gật được. Đi học đại học có thể anh chạy điểm được, anh lươn lẹo được, chứ đi làm cho tư nhân thì lươn lẹo nó đập chết. Đến đi học đại học thì anh có thể là nghỉ tùy tiện để anh đi đám cưới chị thằng bạn được, nhưng mà nếu ở cơ quan mà nghỉ tùy tiện một tháng mà nghỉ được khoảng 10 ngày thì cơ quan họ phải cho bạn nghỉ thôi, nghỉ việc thôi. Thế thành ra kỷ luật bản thân là yếu tố đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện là kiến thức, kỹ năng để làm được việc. Tức là nói gì nói đi, bán hàng phải có kỹ năng sale, sale cũng phải có kỹ hiểu biết về marketing, hiểu biết về truyền thông và có khả năng lưu vết được dữ liệu. Tức là bạn phải có những cái yếu tố đấy. Sau cái việc thứ ba là bắt đầu bạn mới có khả năng mà hòa nhập trong các mối quan hệ của doanh nghiệp. Xong đến cái phần thứ tư nó mới là phần bằng cấp thôi. Thế thì nhưng mà nó phụ thuộc vào cái góc nhìn. Hiếu ơi, con cho bé tí đi. Nhưng mà vấn đề nó phụ thuộc vào cái góc nhìn. Cái góc nhìn là nếu như họ làm nhà nước thì họ thích bằng cấp hơn. Thế thì cũng khó tránh, bởi vì họ xác định cho con vào nhà nước. Nhưng nếu cái người nào họ làm kinh doanh, họ hiểu là tư nhân, họ không quan tâm đến bằng cấp, thì cái vấn đề bằng cấp nó mới được giải tán. Nhưng mà rõ ràng em không cần phải làm truyền thông thì cái xu thế người ta cũng không quan tâm đến bằng cấp bắt đầu xuất hiện, là bởi vì họ thấy rằng là thứ nhất học đại học ra cầm cái bằng mà không làm được việc là thất nghiệp. Cái câu chuyện thứ hai là cái xu thế doanh nghiệp tư nhân bắt đầu nó xuất hiện ngày càng nhiều. Và khi họ làm tư nhân ngày càng nhiều thì họ hiểu đúng là bằng cấp không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là kiếm tiền bằng năng lực. Nhưng mà vốn dĩ tư duy của con người bao giờ có hai cái phần. Khi bắt đầu là bạn tiếp nhận thông tin nhé, thông tin mới vào thì cái phần đầu tiên tôi gọi là cái phần mốc. Mốc ngày xưa, đúng không? Bắt đầu thông tin mới nó vào một phát, bắt đầu thông tin mới nó đi vào não một phát, thì hai thằng thông tin này bắt đầu não mình bắt đầu xử lý này, nó so sánh này. Ngày xưa tao có cần giỏi đâu, ngày xưa tao chỉ cần bằng giỏi xong rồi tao bỏ tiền ra tao chạy vào công chức đời tao cũng sướng. Ngày xưa, tức là gọi là ăn mày dĩ vãn. Chính vì vậy nó mới phá sản. Thì mình ngày xưa nó kiếm tiền rất nhiều bằng một cách mà. Ngày xưa tao có cần quản trị đâu, ngày xưa tao chỉ cần chơi với ông sếp tao kiếm được tiền. Thế còn bây giờ ngày nay thì nó không tin nữa. Thế thành ra là con người mới cần phải thay đổi liên tục. Bạn hiểu không ạ? Thế thì bản chất là bạn không thể bắt người ta thay đổi được cái góc nhìn. Mà muốn thay đổi được góc nhìn chính là thay đổi hệ quy chiếu của họ, tức là móc cái ngày xưa của họ ra ném đi. Chính vì vậy nó có cái môn gọi là môn tẩy não. Thì tóm lại là bạn hình dung, nếu như trong cái gốc mốc của họ là bằng cấp thì mới kiếm được tiền, thì họ cứ bắt con theo bằng cấp đấy. Cho nên bạn khó cưỡng được cái việc đấy lắm. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì rồi họ cũng sẽ nhận ra đến một cái xu thế nào đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng. Rồi, câu hỏi tiếp theo đi ạ. Vâng. Anh xuất ăn công nghiệp, để ký hợp đồng thì mình thường phải đút cho quản lý làm giảm chất lượng phần ăn. Em muốn đi trực tiếp con đường chất lượng với những kinh nghiệm sống thực tiễn của mình, xin thầy cho em vài lời khuyên ạ. Thực ra thì lấy vợ lấy chồng thì ai cũng thế, rất thích mà gặp nhau trực tiếp để mà lấy nhau thì là hay nhất. Cái nhân duyên mà gặp nhau là hay nhất. Nhưng mà tại sao cái ngành làm mối bây giờ vẫn cứ lên ngôi? Cho nên là với có cái chuyện anh Quyền Linh dẫn cái chương trình mà cái gì hẹn hò nhỉ, mình muốn hẹn hò hay là cái gì đấy. Đấy, thế thì bản chất là vẫn phải có bà mối đấy thôi. Thế nhưng mà em nghĩ là em vứt cái vai trò bà mối đi thì vứt rồi. Cũng giống như bất động sản thôi, em muốn đến một cái khu bất động sản em mua cũng được, em hoàn toàn có thể gặp chủ đầu tư em mua. Nhưng mà tại sao người ta vẫn phải mua qua sale? Thế thì ở đây cái câu chuyện là em phải coi đấy là một phần của cuộc sống. Em nên nhớ người ta chỉ đau khổ, người ta chỉ đau khổ khi mà người ta thấy rằng nó có vấn đề. Nhưng mà vấn đề đấy thật sự là có phải là vấn đề hay không thì lại là chuyện khác. Tôi lấy ví dụ đàn ông máu gái có phải là vấn đề hay không thì tôi khẳng định nó không phải là vấn đề. Vì thằng đàn ông chó nó là vậy, đấy là quy luật chứ không phải là vấn đề. Hay là nhân viên mà nếu khoán lương cho nó là lương khoán thì nó lương trả lương theo lương cố định thì lương cứng thì nó lười thì có phải là vấn đề không? Mà đấy không phải là vấn đề, đấy là quy luật.
mà cứ trả lương cứng là nó lười. Cho nên là bảo cứ công chức là nó sáng các ô đi chiều các ô về là đúng. Cái cơ chế trả lương như vậy thì nó lười thôi. Vậy thì bản chất là không phải là vấn đề là họ mà là đấy là một gì? Đấy là một quy luật. Vậy thì ở đây cũng vậy, khi em đi kinh doanh em buộc phải thông qua quản lý, nó là một quy luật. Bởi vì em theo em nghĩ là thằng chủ doanh nghiệp nó có biết là thằng quản lý nó có sập xí sập ngầu ở trong đấy không? Nó thừa khôn để nó biết. Nhưng mà tại sao nó chấp nhận? Còn mình đang đi bán hàng thì mình không chấp nhận, thằng mất tiền nó còn chấp nhận, mà huống hồ mình thì không chấp nhận là sao? Cho nên đừng đi sai quy luật, mà em phải gì? Lỡ quy luật mà đi, và nếu chú nghĩ như vậy thì chú sẽ rất khó kinh doanh đấy, bởi vì chú sẽ tiêu cực. Rồi, cảm ơn chú. Tớ trả lời rất là thẳng thắn thật đấy nhá. Không có hoàn toàn là vằn đâu, không có trả lời theo cái kiểu vòng vo tam phước đâu. Rồi. Anh Trần Minh Đức có đặt câu hỏi là thầy ơi, thầy chia sẻ về sứ mệnh của cuộc đời đi ạ, xuất phát từ đâu, khi nào và thực hiện nó ra sao. Rồi cảm ơn anh Trần Minh Đức. Chia sẻ với anh là sứ mệnh của cuộc đời thì chia sẻ với các bạn rằng là chúng ta mới đặt câu hỏi, tôi có chia sẻ cái bài số ở trên cái kênh video của fanpage này đấy, cái bài về số. Thế thì có phải là chúng ta sinh ra chúng ta không chọn được nơi sinh không? Chúng ta có thể sinh ở châu Á, sinh ở châu Phi, sinh ở Mỹ, cũng trong Việt Nam chúng ta có thể sinh ở Hà Nội, chúng ta có thể sinh ở trên những cái vùng dân tộc khó khăn, thì rõ ràng chúng ta không chọn được nơi sinh. Vậy điều gì nó quyết định nơi sinh của chúng ta? Đó là nghiệp lực. Nghiệp lực là gì? Nghiệp lực là trong vô lượng kiếp trước chúng ta tạo ra những cái việc thiện, hay trong kinh doanh người ta gọi là doanh số. Và trong vô lượng kiếp mình tạo ra cái nghiệp ác, hay còn gọi là chi phí. Lấy doanh số trừ chi phí, lấy nghiệp thiện trừ nghiệp ác thì người ta gọi là nghiệp lực. Và cái nghiệp lực nó mới quyết định là mình sinh ra trong điều kiện hoàn cảnh nào, thì cái đấy nó gọi là nghiệp lực. Ví dụ thầy sinh ra ở quê thì rõ ràng là trong vô lượng kiếp trước thầy ăn ở là không bằng mấy cái chú mà sống ở Hà Nội rồi. Đấy, cứ phải nói thẳng với nhau như vậy có điều kiện hơn. Nhưng mà như vậy, và tại sao người ta gọi là số tốt, số xấu? Như vậy nó quyết định nơi sinh, quyết định hoàn cảnh sinh. Nhưng cái thứ hai, trong quá trình sống thì cái nghiệp ở trong quá khứ nó cũng ảnh hưởng. Là vì thế này, có phải trong vô lượng kiếp trước bạn giúp ai đó thì đến bây giờ người ta sẽ quay lại người ta giúp bạn không? Thế thành ra thỉnh thoảng có anh may vớ và lỡ ngỡ vớ một trường, không phải đâu, do ăn ở hết đấy. Cho ngày xưa anh giúp người ta, thế nên bây giờ người ta mới quay lại người ta giúp mình. Thế còn ngược lại thì ngày xưa anh hại ai đó, thế bây giờ người ta mới gì? Người ta mới tìm đến anh, người ta hại, người ta gọi là cái gọi là oan gia trái thủ. Thế thì như vậy là cái câu chuyện là bạn mới thấy là tự nhiên có những trường hợp ngay trong tâm thức của bạn thôi, là tự nhiên có những trường hợp bạn nhìn mặt là bạn là ghét, mà hỏi tại sao ghét nó mà không biết, tóm lại nhưng mà nhìn mặt là ghét. Đấy thì chính là cái việc mà trong cái a lại ra thức của bạn, trong cái tâm thức ấy, trong vô lượng kiếp là bạn có những thứ bạn ghét nó. Thế thì đấy chính là cái việc mà tạo ra cái gì, trong quá trình sống mình có may mắn người khác giúp mình được gọi là may mắn, người ta mà gì hại mình thì gọi là đen đủi. Thế thì chẳng qua là mình trả nợ trong vô lượng kiếp trước mà thôi. Vậy thì sứ mệnh của chúng ta là gì? Sứ mệnh của chúng ta là sinh ra là chúng ta phải giúp được nhiều người và hại ít chúng sinh thôi. Và khi hại không hại như vậy thì nghiệp lực của chúng ta tăng lên, và nghiệp lực của chúng ta tăng lên thì chúng ta tăng tiến về trí tuệ. Khi tăng tiến về trí tuệ như vậy thì chúng ta được lên cái tầng bậc cao hơn. Tôi lấy ví dụ bản chất trong cuộc đời này thôi. Một cái người sinh ra giữa một, có những người sống còn khổ hơn con vật, nhưng có những người sống cuộc sống của họ cực kỳ an lạc và hạnh phúc, mặc dù họ không có nhiều tiền nhưng họ sống đúng như niết bàn luôn. Vậy thì bản chất là người có trí tuệ trong chính cái đời sống này thôi, trong cái cuộc sống này thôi, thì họ đã sống cực kỳ an lạc và hạnh phúc rồi. Còn có những người mà ngay kể cả họ mưu toan tính toán kiếm tiền cướp bóc, tham ô tham nhũng, thì vì sao cuộc đời của họ cũng rất là khổ. Ngay kể cả họ không bị bắt nhưng họ cũng rất là đau khổ, chứ họ không sung sướng cái gì. Vậy thì bạn mới thấy là đấy là địa ngục ở đây chứ địa ngục ở đâu. Vậy thì bản chất sứ mệnh của chúng ta sinh ra là phải lao động trải nghiệm để tăng tầng bậc trí tuệ. Từ có cái trí tuệ rồi thì chúng ta mới biết là giúp ai và gì hạn chế hại mọi người. Thì như vậy để chúng ta tiến hóa về mặt trí tuệ, và tiến hóa về mặt trí tuệ tức là tiến hóa về mặt đời sống, để cuộc sống của mình càng ngày càng hạnh phúc và an lạc hơn, chứ không phải là kiếm được nhiều tiền. Và đấy chính là cái câu chuyện sứ mệnh, là vượt qua chính mình chứ không phải vượt qua thằng bên cạnh.
Cho nên tôi nói sứ mệnh của chúng ta sinh ra để tiến hóa, chứ không phải sứ mệnh của chúng ta sinh ra để kiếm tiền. Mà muốn tiến hóa thì phải lao động. Lao động nhiều thì bạn sẽ có trí tuệ. Có trí tuệ thì bạn sẽ nhìn mọi việc nó thấu đáo hơn, nó rõ ràng hơn. Đấy là lý do ở Việt Nam rất nhiều giáo sư, những đất nước Việt Nam vẫn không phát triển được, bởi vì số lượng người lao động ít quá. Đấy, thế xin chia sẻ với các bạn chỉ như vậy. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Bạn là sinh viên sắp ra trường, bạn mong muốn có kỹ năng chuyên môn cao, nâng cao tư duy trong kinh doanh, nâng cao thu nhập và thăng tiến trong công việc. Vậy chương trình này là sự lựa chọn dành cho bạn. Business Chu, chương trình huấn luyện kinh doanh thực tiễn, được thiết kế và vận hành trực tiếp bởi Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam, sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Siêu Việt Nam. Lộ trình học tập của bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ được ăn, ở, học tập, rèn luyện tập trung trong 6 tháng xuyên suốt. Sống và rèn luyện theo môi trường của quân đội, giúp bạn có được kỷ luật tốt của một người đi làm. Được học tập kinh doanh thực tiễn cùng doanh nhân, những người đang kinh doanh thực tế. Được đào tạo các kỹ năng mềm và kỹ năng hội nhập trong doanh nghiệp như tiến hành giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, đàm phán. Được hoàn thiện tư duy, năng lực làm việc theo đúng như yêu cầu của doanh nghiệp. Business Chu giúp bạn tự nâng cấp mình để hoàn thiện kỹ năng của một người đi làm. Đối tượng tham gia là ai? Dành cho sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, những người mới tốt nghiệp, đang đi làm từ 1 năm hoặc trên 1 năm. Sau quá trình huấn luyện, học viên sẽ được bố trí việc làm tại các công ty, tập đoàn mà có chủ doanh nghiệp là đối tác của Tập đoàn Siêu Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin vui lòng truy cập website truongdoanhnhansieuvietnam.edu.vn. Hotline tư vấn trực tuyến 0986776622. Business Chu, chắp cánh ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 0986776622.